một chị hát rất là xinh đẹp. Thì chị vừa thực hiện hair stroke xong tại DK, và có một điều đặc biệt nữa là chị vừa làm môi xong tại DK mới bong được 3 ngày thôi ạ. Mọi người cùng quan sát nhé. Em chào chị ơi, chị cho em hỏi một chút là mình tên là gì và chị có ở Hà Nội không ạ? Chị tên là Thư, chị ở Hà Nội. Vâng, chị ơi, thì sau khi mà trải nghiệm dịch vụ phun môi và sửa mày tại DK xong thì chị có cảm nhận gì về dịch vụ của bên em ạ chị? Đầu tiên chị thì khi đến đây làm thì chị rất là sợ đau. Vâng. Sợ đau, và vì là chị đã từng làm rồi cho nên chị rất là sợ cảm giác là bị lỗi mày và môi sẽ có vấn đề gì đó. Nhưng thực sự khi đến DK, đặt niềm tin hết vào DK thì thấy sau khi dùng dịch vụ của mình xong thì thấy sản phẩm ra rất là tuyệt vời. Vâng, chị ơi, thì cái cơ duyên nào để giúp chị biết đến DK bên em vậy ạ? Chị cũng qua một số người bạn và qua những trang mạng của mình ấy, trên Facebook thì chị có biết DK của mình. Em cảm ơn chị vì đã lựa chọn và tin tưởng lựa chọn DK chị nhé. Thì như mọi người có thể quan sát là với môi của chị ấy, trước kia thì da môi của chị rất là mỏng và chị thâm một chút ở môi trên. Đối với những cái cơ địa mà da môi mỏng như thế này ấy, thì chuyên gia cần phải xử lý rất là nhẹ nhàng và kỹ để sao cho mực có thể ăn được vào môi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là môi không bị tình trạng sưng nề. Với cái công nghệ vi chạm châu của DK thì mực thì kim của chuyên gia ấy chỉ đi trên bề mặt môi thôi. Chính vì thế mà môi không hề bị tổn thương hay sưng nề gì cả. Và đây là môi xong 3 ngày bao ngoạn, mọi người có thể nhìn thấy màu môi đã rất là trong rồi. Thế này thì sau 2 tháng mà môi ổn định ấy, màu môi sẽ rất là xinh. Đó. Còn đối với lông mày của DK thì chị đã thực ra là đã qua xóa sửa từ DK rồi. Hôm nay khi mà chị qua xóa và chị đã thực hiện luôn hair shock, nhưng mọi người có thể thấy mặc dù da của chị rất là mỏng mà chị xóa và chị làm mới luôn, nhưng mà da của chị không hề là bị sưng nề hay tổn thương hay cháy rụng lông gì cả, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Với cái công nghệ hair shock này thì là chuyên gia sẽ đi sợi bằng máy đắp kim nano ấy, chính vì thế mà sợi mày rất là nét và căng ạ. Hiệu ứng 3D chuyển rất là đều như mọi người có thể thấy, không hề có dấu hiệu gì là một đôi chân mày đã qua xóa sửa, rất là tự nhiên. Chị ơi, thì chị cho em hỏi một chút là chuyên gia nào làm môi cho chị vậy ạ? Chuyên gia Nhung Khánh đúng không? Ừ, đúng rồi. Vâng, thì chị có cho em xin một ít nhận xét của chị về phía chuyên gia làm môi cho chị vậy ạ? Chị thấy chuyên gia bên em rất là chuyên nghiệp, các bạn tư vấn rất nhiệt tình, và sau khi chị làm môi về thì các bạn còn nhắn tin qua Zalo để hỏi thăm ấy, để xem tình trạng của chị thế nào. Sau đó hôm nay chị đến làm mày thì các bạn cũng qua để kiểm tra trực tiếp cho chị để xem môi lên màu thế nào, rồi sau đó làm mày. Vâng, chị ơi, thì đối với gốc mực bên em ấy là cái gốc mực hữu cơ, chính vì thế mà môi của mình ấy sẽ càng ngày càng trong và đẩy màu lên dần chị nhá. Môi của mình nó sẽ không sợ bị thâm sỉ như những mực cũ, nhưng gốc mực có chứa nhiều hóa chất kim loại ở những nơi khác. Và đặc biệt là đối với lông mày thì theo thời gian nó chỉ có thể bị mờ đi thôi, chứ không bao giờ sợ bị trổ xanh, trổ đỏ như những cơ sở khác đâu chị ạ. Vâng, thì cái dịch vụ bên em sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng, và bất cứ lúc nào trong vòng 6 tháng ấy mình qua mình đều sẽ được bảo hành miễn phí chị nhá. Vâng, thì chị cho em một hỏi một chút là bây giờ chị không biết là chị có lời nào muốn gửi gắm đến tất cả những chị em đang xem livestream của DK không ạ? Chị muốn gửi gắm tới các chị em là nếu chị em nào còn đang đắn đo hay mà mình sẽ làm một cơ sở DK hay không thì các chị em nên làm. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Cảm ơn. Vâng, em chúc chị luôn xinh đẹp ạ. Và nếu mà bất cứ ai chị em nào có câu hỏi gì về dịch vụ của DK thì có thể comment trực tiếp qua livestream này, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua fanpage DK Eyebrow Beauty, hoặc là gọi liên hệ qua số hotline 0911310000 hoặc là 0912310000 các chị em nhé. Mình xin phép được dừng lại livestream lại tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại chị em ở những livestream lần sau nhé. Xin chào.